Thưa quý vị, Tết Dương lịch năm 2024 rơi vào thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ một ngày và được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2023 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, nên dịp Tết Dương lịch năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục, ngày 30, 31 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024. Còn đối với người lao động chỉ làm việc tại doanh nghiệp tư nhân, lịch nghỉ Tết Dương năm 2024 có chút khác biệt. Nếu trường hợp người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ 2 ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, thì người lao động có đợt nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 kéo dài 3 ngày liên tục như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan nhà nước. Nếu người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ 1 ngày hoặc 1,5 ngày nghỉ hàng tuần, Chủ nhật, thì người lao động có đợt nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 kéo dài 2 ngày hoặc 2,5 ngày liên tục, ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024.